Vâng, và xin chào mừng tất cả các bạn và toàn bộ các thành viên trong clan ASEAN. Và chủ đề tuần này chúng ta sẽ cùng nhau đại chiến lại khẩu súng Spart 12, một cái khẩu súng bắn trong shop bằng vàng giá rất là rẻ rồi. Và chủ đề tuần này thì các bạn đều cũng trang bị cho mình khẩu súng Spart 12 này, nhưng mà thay vào đó thì không như mọi tuần trước là cùng nhau cầm một loại súng để chiến đấu, mà tuần này luật chơi sẽ thay đổi rất là nhiều. Và mình sẽ chọn một cái map bé, map Giang Nam đi. Và chúng ta sẽ kiểm tra lại kho đồ đó. Thì mình có xin nói qua luôn về cái cuộc trò chơi của cái tuần này. Thì cái trò chơi đơn giản thôi. Một phòng thì sẽ có 10 người. Và khi mà bắt đầu trận đấu thì mình sẽ chỉ định ngẫu nhiên một thành viên được cầm cái súng Spart 12 này, và chín thành viên còn lại thì sẽ phải cầm dao và sẽ truy sát cái thành viên, truy sát một cái thành viên mà cầm súng này. Đấy, rồi đơn giản vậy thôi. Và khi mình chỉ định bạn nào cầm súng thì bạn ấy hãy lập tức cầm súng và được phép bắn 9 người cầm dao còn lại. Và 9 người cầm dao còn lại thì sẽ có nhiệm vụ là truy sát, tìm cái tên mà mình đã chỉ điểm ấy, để truy sát lại cái người cầm súng. Và trong 9 người cầm dao, ai mà mình sẽ chọn là phát 02 sẽ cầm súng đi. Rồi, và ai nếu như ai mà cầm dao mà giết được tên cầm súng ấy, thì cái người cầm dao mà giết được ấy thì sẽ lại được cầm súng và kill luôn cái 9 người còn lại. Và lần chơi cứ thế mà luân phiên thay đổi thôi. Đây rồi, phát 02 rồi. Đây rồi, hai nhân phát 02 cầm Spart 12 rồi. Vâng, và nhiệm vụ của 9 người còn lại thế sẽ phải ăn được. Vâng, và cái khẩu Spart 12 này thì rất là khó bắn trúng luôn. Cho nên là lý do vì sao là mình phải chọn những cái khẩu súng thật là khó bắn để có cơ hội để cho... Đấy, thanh niên PTC-1999 đã dùng dao giết được phát rồi. Và đến lượt PTC sẽ cầm súng. Và cái lượt chơi cứ vậy mà luân phiên thay đổi thôi. Ôi, thanh niên nào cầm TMCA cầm Spart kìa. Có vẻ như một số thành viên trong clan mình vẫn chưa hiểu rõ được cái lượt chơi. Mặc dù mình đã up một cái bài viết cái lượt chơi lên group rồi. Ôi dồi. Rồi, hết xe để đến thành viên Việt cầm súng. Đó, trận đấu bắt đầu lộn xộn này. Thì mình cũng không biết là nên chém ai đây. Cái những thành viên mà không biết lần này thì nên cầm súng giết đi. Rồi, PTC 1999 vẫn cầm dao chém, trong khi đó mình được phép cầm súng. Trận đấu bị gián đoạn rồi. Trò chơi đáng nghĩa là rất là vui, nhưng mà có một số bạn vẫn chưa hiểu luật. Ok, giờ mình sẽ chỉ điểm lại. Rồi, giờ toàn bộ thành viên đã cần ra, giờ mình sẽ chỉ điểm lại. Rồi, mình sẽ chọn là thành niên chiến đi. Chiến. Rồi, chiến là phép cầm súng. Bắt đầu. Chiến đây rồi, đây rồi, chiến đây rồi. Đấy, thành niên đã cầm súng rồi. Vâng, thành niên này đã hiểu luật rồi. Nào, anh em cùng nhau cầm dao giết tự nhiên. Nào, ăn được. Ghê thế nhỉ. Súng khó bắn như vậy mà vẫn là bắn được, tài thật. Đó rồi. Rồi, Faker đã giết được chiến 58 rồi. Và tiếp tục là sẽ tìm và giết Faker. Rồi, đã có một pha tình huống chém lộn đồng minh rồi, nhưng mà không sao. Cái đấy thì tại vì do số lượng nhiều người lùa một thanh niên này, cho nên là việc chém không may, chém phải là rất là... Rồi, mình được cầm súng rồi. Tuyệt vời. Nào, ui sời ơi, sướng thế nhỉ. Ôi dồi ôi, cái cảm giác cầm súng đến chín người còn lại chưa được coi như đã vụt tắt rồi. Đáng không? Ôi mà ai mà giết mình nhỉ? À, thanh niên Việt này. Thanh niên Việt. Rồi, lại được cầm súng rồi, sướng thế nhỉ. Ui dồi ôi. Cái khẩu này hơi khó bắn đi. Rồi, ba mạng rồi. Giá như mà được cầm khẩu sóng nòng xả thì lúc này thôi rồi. Phê rồi lượm ơi, rồi. Ê, thanh niên là sao lại cầm súng bắn mình đây? Đùa mấy ông.
Tôi đang cầm súng mà. Chỉ được trong room này chỉ được một người cầm súng thôi, và sẽ có một người thay thế khi cái người đấy cầm dao giết được cái người cầm súng. Đơn giản vậy thôi. Rồi, thanh niên tên MC quá lộn xộn rồi, cầm lục giết luôn. Đâu rồi? Trận đấu trở nên rất là lộn xộn. Rồi, lại có một tình huống đồng minh chém đồng minh rồi. Đây không đơn thuần là một cái trận đấu đơn bình thường, không phải là nhìn thấy ai là các bạn kêu. Mà trong này chỉ có một tên địch, đó chính là tên địch cầm súng thôi. Còn lại chính là cầm dao đều là đồng minh với nhau cả. Rồi, lộn xộn hết rồi. Mấy thằng kia này cầm dao chém nhau. Nói chung là để giải thích được cái luật chơi trong cái trận đấu này thì nó khá là khó, tại vì nó chỉ giới hạn được có 20 ký tự thôi. À, chắc có lẽ là khi làm xong cái clip này rồi mình sẽ chỉ điểm lại đi. Rồi chỉ điểm thanh niên C. C rồi, à đây rồi, C đây rồi. Rồi. Rồi giờ đến lượt Việt. Tại sao chỉ điểm C nhưng mà C vẫn dùng ăn được. C vẫn dùng dao C chém. Dùng dao chém không sao, nhưng mà đó là một cái bất lợi cho mình, tại vì mình được phép cầm súng mà, tại sao mình không phải không cầm súng nhỉ? Tiếp theo sẽ là Việt. Việt vừa dùng dao kêu được C. Mấy thanh niên. Ôi trời ơi. Việt, à thanh niên Việt được phép giết mình mà, nhưng mà lại dùng dao giết. Mình chơi đơn giản thôi. À, chắc là có lẽ xong cái clip này mình sẽ up lên trên group để cho mọi người xem và mọi người hiểu được cái luật chơi này. Và tuần sau chúng ta sẽ tổ chức lại cái trò chơi y hệt như này, nhưng mà thay vì khẩu súng sạc bát thì mình sẽ chọn một cái khẩu súng khác, nó cũng khó bắn hơn. Tại vì một người mà nếu như mà một người mà cầm súng mà cái súng mà dễ bắn ấy, mà xả đạn vào chín người thì cầm dao thì nó cũng khá là bất lợi cho những người cầm dao. Cho nên là chúng ta chỉ cầm những cái khẩu súng rất là khó bắn. Đấy. Rồi. Còn nếu như mà bạn nào mà được cầm súng nhưng mà khi bắn hết đạn thì phải chịu thôi, bắt buộc phải cầm dao thôi, không được dùng lục. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu lại trận đấu thứ hai. Và trận đấu thứ hai này mình sẽ chọn cái map rộng hơn tí, cái map trung đồng. Rồi. Mong là trận đấu thứ hai này toàn bộ các thành viên trong room đều hiểu rõ được cái luật chơi, để chúng ta sẽ tổ chức một cái trận đấu nó hay hơn. Ok, rồi mình sẽ chọn thành viên VIP VIP. Đùa nhau cái ông này. Mình chết thì làm gì đã lại chém mình rồi, manh động. Anh nhân quá manh động. Đây rồi, VIP VIP đây rồi. À đâu kêu pro chứ. Đây này, VIP VIP đây. Tại sao lại cầm dao ông này? Được phép cầm súng mà. Rồi. Quảng là cầm súng. Ui, nhầm. Sorry. Lỡ tay. Nếu mình thanh niên Quảng mà xem được clip này thì anh sorry nha, anh lỡ tay. May mà bắt lấy cùng chết. Rồi, tiếp tục, cu li lại tiếp tục dùng dao kêu thêm một mạng nữa rồi. Tại sao lại kêu đồng minh của mình? Cái người địch của mình hiện tại là đang là Quảng nhé. Quảng. Đây, quân ACE lại tiếp tục dùng súng bắn nha. Đây, thanh niên này. Đùa mấy ông.
một pha kích đến được quân A xe. Cái tội không hiểu luật mà cứ vào room rồi phá. Đấy, đấy là cái ông Culi này. Chém mấy mạng rồi. Người chém là Quảng ấy, Quảng là phép cầm súng, chém người cầm súng ấy. Rồi. Giờ mình sẽ chỉ điểm lại tại vì nó quá lộn xộn. Rồi giờ mình sẽ chọn thanh niên Culi. Thanh niên này hay cầm dao chém này, cho đi cho chiến anh em còn lại đi hành luôn. Đó trừ rồi đi, đợi rồi. Culi đây rồi. Đấy. Giết Culi đi. Giết Culi. Lần sau thì mình chỉ điểm một lần ở khi bắt đầu trận đấu thôi. Và trận đấu và các người tiếp theo được cầm súng thì cứ dựa vào kêu được cái người cầm súng ấy. Úi giời ơi. Chém nhầm một tên à. Cô Lê rồi. Rồi. Nào, giết nào. Rồi, Culi. Culi IQ đây rồi. Ôi dồi, chấm nhầm. chấm nhầm lên nhân rồi. Đấy, lại giết Culi đi. Đấy rồi, đấy rồi. Con hà đấy rồi. Ôi dồi, còn tí tết mà không giết được. Đắng nè. À rồi, Quảng này sẽ được Culi rồi. Quảng sẽ được cầm súng. Ui. À, lợi dụng không lấy bắn mình à. Rồi, Quảng PP. Đùa, cái ông Culi này chắc có lẽ không hiểu luật rồi. Hai trận đấu thì vẫn cạn được một vài những cái khoảnh khắc chơi nó đúng lật thôi, còn lại là lộn xộn hết. Quang PP. Và tuần sau mình sẽ tra khảo từng thanh niên trong clan, ai hiểu luật thì mình mới cho chơi, không hiểu luật thì mình sẽ không cho vào hồi dung luôn. Đánh tình trạng như thế này hôm nay. Quá đáng lòng. Đây rồi, thanh niên khoa. Từ giờ trận đấu đến giờ mình không biết là thanh niên Culi dùng sao chém mất bao nhiêu người trong đồng minh của mình à. Đấy, khoa này. Đứng lại. Rồi, được cầm súng rồi, sớm quá là gì. Ui dồi ôi, không chết kìa. Ôi thôi, tôi đùa. Ui trời. Ui dồi ôi, vừa mới cầm súng được rồi. Thanh niên này nhanh quá. Rồi, kêu pro. Kêu pro được cầm súng. Kêu pro đâu nhỉ? Hai thanh niên lùi nhau, chém nhau. Kêu pro đâu rồi? Thanh niên này Culi cứ lăm để mình chém. Chán thanh niên. Đây là kêu pro này. Tại sao không được dùng súng? Tại sao không dùng súng này? Thanh niên dùng dao luôn. Anh đúng là dân chơi rồi. Rồi. Lại lộn xộn rồi, một thanh niên khoa lại dùng súng kêu rồi. Rồi. Mình đã giết được kill pro. Và mình được phép cầm súng. Và nhiệm vụ của mình là kill 9 thành viên cầm dao. Úi giời. Rồi. Úi đấy. Úi ghê đấy. Úi bãi hồn. Rồi rồi rồi, mình sẽ tìm thành viên bãi hồn để mình giết vịt. Cái vịt đã giết được bãi hồn rồi.
Thì đây này, này. Đây này, ui dồi ôi, không chết kìa. Chạy đâu em? Hả? À, xuống hết đạn à? Giết nó. Vít vịt này. Ui dồi ôi, chém xoẹt cái mà không chết lần nào. Hả? À. Ui, xong rồi. Xong rồi. Ui dồi. Vít vịt. Ui dồi ôi, thanh niên nào chém mình rồi. Đáng lòng quá. Thanh niên này, thanh niên vít vịt. Có vẻ như ôi, ông nào cầm P90 kia. Và thanh niên ngoài clan rồi. Thì qua hai chắc là mình sẽ làm hai trận đấu này thôi. Tại vì nó trở nên quá là lộn xộn này. Và chỉ có một số thành viên trong clan hiểu rõ là cái luật chơi thôi. Rồi, thanh niên vip vip vẫn đang nắm chắc được cái đâu rồi, vẫn nắm chắc được cái vị trí được phép cầm súng. Đâu rồi, sao lộn xộn thế nhỉ? Thanh niên nào đây? Ôi thôi. Ô. Thanh niên cầm WA2000. Rồi. À đây, à đây. Ui giời ơi. Thanh niên lại chém không thương tiếc luôn. Em nó đang đứng trên nhóm cảnh mà lại chém không thương hoa tiếc ngọc gì cả. Rồi ok, chắc có lẽ mình sẽ dừng cái clip về cái chế độ game show xoáy vị vừa súng này thôi. À, phải ai mà nhanh thì được nằm cái vị trí cầm súng thôi. Ok, và cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi cái clip này. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.